An. Anh Phúc, chiều nay á em có hẹn với bạn, anh đi chung với em nha. Em muốn ra mắt anh với bạn của em á. Chỉ vậy thôi hả? À, làm bí mật mà tỏ vẻ quan trọng quá vậy? Trời, quan trọng chứ. Sợ có ai nghe mất công mấy thầy cô khác biết được là biết hai đứa mình quen nhau làm sao. À, quan trọng. Chiều nay á, anh nhớ tới đúng giờ nha. Anh nhớ ăn mặc lịch sự, đàng hoàng, phong độ nha. Tại vì em có nói với bạn của em á là anh á rất là đẹp trai, đáng yêu, phong độ và cực kỳ hào hoa luôn. Trời ơi, tự nhiên em nói với bạn em vậy làm chi? Làm áp lực muốn chết luôn. Thì có gì đâu, anh sao em nói vậy mà. Nè, đẹp trai muốn chết luôn kìa. Nè, anh nghi vài bữa em hết ảo tưởng cho em bỏ anh quá. Em có bị cái gì đâu. Vậy nha. Biết rồi. Tới giờ em lên lớp rồi. Ờ. Nha, nhớ chiều nay đúng giờ nha. Ừ, cẩn thận. Đó, thấy chưa, nó nói cẩn thận rồi mà. Nhớ nha. Em thiệt tình. Nè, cuối cùng á, thì tôi cũng đã gặp được bạn trai của bà rồi. Ờ, bà Hiền á, bà có bồ mà bà giấu nghĩ ghê ha. Không có, không phải vậy đâu. À, tại vì tôi tính ra mắt ảnh sớm rồi mà. Do anh bận quá à, thông cảm nha. Anh Mạnh ơi, ở đây nè. À, chào em. À, anh là Mạnh. Chào anh. Ê, anh mặc toilet quá, anh đi toilet cái nha. Mặc quá chịu hết nổi rồi. À, chắc đường xa anh Mạnh giữ. Ừ, để anh đi tự nhiên ha. À, Hiền, anh ngồi đi. À, chào hai em. Đồ đã quá. Giới thiệu với hai bà, à, đây là anh Phúc, người yêu của tôi, đồng thời cũng là đồng nghiệp của tôi. Kìa. Công nhận á, người yêu của bà bảnh trai phong độ dễ sợ luôn á. Trời ơi, có gì đâu, tôi thấy cũng bình thường thôi à, đẹp trai xíu chứ mắt. Khát nước quá. Ờ, chào anh. À, nãy giờ sao em không kêu nước gì uống được vậy? Bạn không có gì đâu. À, anh khát nước hả? À, để tôi gọi luôn cho. À, uống cà phê ha. Ờ, cũng được, cảm ơn anh. À, nhân tiện buổi gặp mặt đầu tiên, à, tôi sẽ đi gọi trái cây cho mấy người đẹp ăn cho đẹp da ha. À, cũng được. Anh đi nha. Ờ, à, anh đi đi. Trời ơi, bà có nghe gì không? Ảnh mới vừa gọi mình á là người đẹp á. Ờ, có hả? Ở nhà ảnh gọi tôi về hoài, tôi nghe quen rồi kìa. Anh ấy rất là hoàn hảo đó. Diệu Hiền, Diệu Hiền, điện thoại bà đen kìa. Anh Phúc hả? Anh tới chưa? Mọi người đang chờ anh nãy giờ nè. Em ơi, thầy thể dục bị thương, anh đang đưa vô bệnh viện. Bị thương hả? Có nặng lắm không anh? Ờ, bác sĩ đang kiểm tra, không biết có bị gãy xương hay không. Vậy hả? À, vậy anh có sắp xếp tới được không? À, tới chút xíu thôi cũng được. À, không ấy, anh tới trễ cũng được nữa. Để anh coi sao đã, có gì anh gọi lại nha. Ờ, à, vậy hả? Dạ. Ủa, vậy là ảnh có tới được không bà? À, tại vì ảnh bị công việc đột xuất. Công nhận á, muốn gặp chàng hoàng tử của bà thiệt là khó, lần nào cũng như lần đó. Trời ơi, vui thiệt á. Vậy anh còn câu hỏi nào nữa không? Còn chứ. Vậy bây giờ anh sẽ đố em thêm một câu nữa nha. Đố em trong một cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ hai thì đố bạn, bạn sẽ đứng vị trí thứ mấy? Thứ nhất. Sai, không có đúng. Ủa chứ thứ mấy? Vẫn là thứ hai. Bị kỹ vậy? Tại vì em vượt qua người thứ hai chứ em đâu vượt qua người thứ nhất đâu mà đứng thứ nhất. Ờ. Ờ ha. Dạ, em nghe nè, anh tới rồi hả? Anh đi thẳng vô trong là anh thấy em nha. Anh Phúc tới rồi. Anh trẻ. Ờ, xin lỗi mọi người, tôi tới trễ. Đó, đi, chào anh. À, anh Phúc à. Anh nghe, nghe. À, thầy thể dục có sao không anh? Ờ, à, không sao. Cũng may là bị nứt xương thôi, chứ bị gãy tay là nguy hiểm lắm á. Vậy hả? Ờ. À, cũng hên quá. À, quên nữa. À, giới thiệu với mọi người, à, anh Phúc là người
người yêu của Hiền. À, anh Phúc à, à đây là Kim Hiền, à, đây là Yến, à, đây là anh Mạnh là bạn trai của Yến. Chào anh. Chào. Xin lỗi cái có điện thoại. Thầy có bị sao không thầy? Nè, anh ấy là giáo viên thể dục hả? À, nhìn cách ăn mặc là biết rồi. Chắc anh ấy là giáo viên thể dục thật rồi. Hèn gì á, anh nhìn anh ta giống như là anh mới chạy 8 vòng ở sân vận động rồi mới đến đây uống cà phê hay sao á. Thôi, em lên nhà đi. Dạ. Sao mặt buồn hiu bí xị vậy? Từ lúc đi về tới giờ anh để ý rồi đó nha. Dù sao hồi nãy anh cũng tới trễ rồi. Sao anh không ghé nhà thay đồ cho chỉnh chu chút xíu rồi hãy tới? Nghĩ sao mà về nhà thay đồ? Về nhà thay đồ mà quay lại quán cà phê chắc bạn em về tám đời dương rồi. Nhưng mà anh cũng biết là buổi gặp mặt của bạn bè em mà. Anh cũng phải suy nghĩ cho em chút xíu chứ. Ăn mặc đàng hoàng chút xíu. Vậy em sao? Ý em là đang chê anh đó hả? Là mất mặt trước mặt bè em hả? Đâu có, em không có ý đó. Ý em là như vậy gì nữa? Không phải. Ai biểu lúc nào em khoe với bạn em là anh đẹp trai làm chi? Rồi bạn em gặp là thất vọng. Thật ra ý em không phải như vậy. Ý em là cách cư xử của anh trước mặt bạn bè em kìa. Anh hiểu không? Anh không biết cư xử gì hết trơn à. Rồi, em bị sao vậy? Nếu anh mà em hả, anh sẽ khác. Dù cho bạn gái anh tóc tai không có đẹp gì đi nữa, hay áo quần xốc xếch, hay là em có gì tật đi nữa, thì em vẫn là bạn gái của anh, có sao đâu. Thôi được rồi. Nếu như em đến gặp bạn anh thì em sẽ như thế nào? Tất nhiên rồi, em không bao giờ làm cho anh mất mặt đâu. À vậy đúng không? Vậy thì ngày mai có đám cưới bạn anh nè. Anh rất trông chờ cho em sẽ lộng lẫy như thế nào đó. À, anh yên tâm đi nha. Em á là người bạn gái rất là biết giữ sĩ diện cho bạn trai của mình đó. Thì không? Thiệt. Vậy ngày mai đám cưới bạn anh nè. Anh rất trông chờ em sẽ lộng lẫy giữ thể diện cho bạn trai như thế nào. Ừ, tất nhiên rồi. Mà nè, sẵn tiện em nhớ hẹn gặp bạn của em đi nha. Để cho thấy bạn trai của em đẹp như thế nào. Ngày mai anh mặc vest đó. Thôi đi. Ấn tượng đầu tiên mới quan trọng kìa. Thì có sao đâu, mình vớt vát được lúc nào hay lúc đó. Em biết rồi. Vậy nha. Bye bye anh. Bye bye, đừng ngủ ngon nha. Ừ. Chị ơi, hôm nay chị ráng làm cho tóc em đẹp thiệt là đẹp nha chị. Tại vì hôm nay em đi đám cưới á. Em yên tâm, khách quen mà, chị sẽ làm cho em thiệt là đẹp. Dạ. Alo, anh Phúc hả? Em đang đi làm tóc ở gần nhà nè. Ủa? Em làm gì vậy? Đi uống tóc hả? Ừ, tại vì hôm nay em sẽ chứng minh cho anh thấy em là một người bạn gái rất biết giữ sĩ diện cho bạn trai của mình. Ừ. Anh đang háo hức đây. Anh không tưởng tượng được là em sẽ đẹp như thế nào luôn á. Em chắc chắn anh sẽ rất là bất ngờ cho coi. Ừ. Vậy mấy giờ anh tới đón em được? À, dạ khoảng 10 giờ rưỡi nha. Anh qua đón em. Ok. Lát nữa gặp nha. Dạ, bye bye anh. Tôi có công chuyện đi đây chút. Cậu đợi 30 phút rồi tháo và sấy tóc cho cô Điều Hiền nha. Rồi em biết rồi chị. Cô ngồi đây nha, chút hồi có cậu này sẽ làm tóc cho cô thiệt là đẹp. Dạ, cảm ơn chị. Đi nha. Dạ, bye bye chị. Anh ơi, hồi nãy chị đi, chị nói tóc em nửa tiếng nữa tháo ra mà bây giờ một tiếng hơn rồi anh. Thôi chết. Chết. À, chị, em xin lỗi, nãy giờ em bận làm cho chị bên đây á. Nên để hơi quá giờ chút xíu.
quá giờ vậy rồi, tóc em có sao không anh? À chắc không sao, nó hơi rối chút xíu thôi, không sao. À hơi rối ha, vậy có gì anh ấy ra lại đừng có rối quá giùm em nha. Anh ơi, cái này là nó quéo luôn rồi chứ đâu phải nó rối chút xíu đâu anh. Em xin lỗi chị. Anh ơi, em sắp đi đám cưới mà. Ủa em ơi, xong chưa? Xong. Ủa sao tự nhiên anh tới đây vậy? Thì em kêu anh 10 rưỡi qua đón em, bây giờ 10 rưỡi rồi nè. Nhưng mà em... Tại tóc em... Anh để lố nửa tiếng rồi. Cho nên bây giờ anh không thấy tóc em sao? Thì em phải thả tay xuống anh mới thấy sao được chứ. Bỏ tay ra. Nhìn tóc em, anh thèm mi sao giòn quá. Mà sao nó sai sai vậy? Sao em để tóc gì kỳ vậy? Mi sao giòn vậy? Không mấy, để chị để em duỗi lại cho chị. Duỗi thẳng lại khoảng chừng 1 tiếng rưỡi là xong. Không kịp rồi, bây giờ anh phải đi đám cưới liền. Có cách nào khác không em? Giờ làm sao bây giờ? Hả anh? Giờ làm sao đây? Bây giờ anh tính vậy nè, hay là em ngồi đây, em duỗi tóc lại đi. Anh đi ra đám cưới một mình, ăn xong quay đón em được không? Cái gì? Tại sao lại đi một mình? À, hay là anh dắt em đi chung, rồi tóc em vậy rồi anh sợ xấu hổ đúng không? Làm gì có, anh lo cho em thôi. Anh chỉ sợ là em xấu hổ chứ, mắc mới gì anh xấu hổ. Đó kìa kìa, nhìn cái mặt anh kìa. Cái gì? Đúng rồi, anh dắt em theo á, anh sợ người ta nhìn thấy em. Xong rồi cái hả, thấy anh có một người bạn gái tóc kỳ cục, tóc vừa quéo mà bên thấp bên cao tùm lum vậy. Anh sợ người ta cười anh xấu hổ chứ gì. Ủa nhưng mà tại sao hôm qua anh nói với em là anh chỉ cần em là chính em thôi, anh không có quan tâm bên ngoài của em mà. Thì anh có quan tâm bên ngoài đâu, tại vì anh thấy cái tóc này nó à, không được rồi, vậy thì đi, mấy em còn thích đi, muốn đi thì đi, đi muốn đi thì đi. Cái gì? Chị ơi, để em cạp giả ra cho chị rồi đi, không lẽ anh chị tính để vậy đi thì kỳ lắm. À vậy à... Vậy là em đồng ý đúng không? Chị ngồi đi, kẹp chùm nha anh. Ủa đi. Em có đồng ý thế nào đâu à? Anh xấu hổ đúng không? Em chưa đồng ý mà, đúng không anh? Em có đồng ý anh chưa? Đúng không anh? Tự nhiên kêu mình vậy là đàn ấy là bị xấu hổ phải không anh? Em nói gì? Ủa? Vậy? Anh đang lo lắng cho em đó. Em ngồi xuống cho ta làm đi. Ủa mất quá vậy em phải ngồi? Trễ giờ đi đám cưới rồi sao? Anh xấu hổ cho nên anh mới bắt em ở đây làm đúng không? Anh muốn đi một mình nữa chứ gì? À được rồi, xin lỗi. Vậy mình đi nha, đi. 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 Thì đi, đi thôi. Vậy thôi mà sao em cứ lực thuộc người không vậy? Nè, lấy cho tôi sách nè. Được chưa? Bye bye nha. Anh buông tay bạn gái em ra. Buông tay bạn gái em ra. Tự nhiên kêu người ta buông, bộ anh xấu hổ hả? Đúng không? Em bị cái gì vậy? Mình trễ giờ đó, đi được chưa? Đi. Ừ, đi. Cái gì vậy? Em bạn gái anh là bạn gái anh đó. Đi, đi, đi. Ủa sao? Sao anh? Con chim bự quá ha. Nó đang xẹt cánh nó bay kìa. Trời ơi, bự vậy trời. Chim nào đâu? Đó, trước mặt kìa đó. Anh sợ rồi, em có thấy con chim nào đâu. Ủa? Cái đèn hả? Vậy anh tưởng đa bàn nó xảy cánh chứ trời. Thôi đất ơi, anh kiếm chuyện đúng không? Cái đèn bự vậy, đèn đường của người ta mà con chim gì. Hay là do anh xấu hổ đúng không? Anh không muốn nắm thêm cái gì? Đâu có, tại vì tay anh ra mồ hôi nè. Đâu mồ hôi đâu, khô queo kìa mồ hôi đâu. Anh mới chùi nó hết đó chứ. Chứ không phải anh xấu hổ hả? Xấu hổ đâu, xấu hổ, nắm tay lại nè. Thì nắm nè, đó, người yêu của mình mà, có gì đâu xấu hổ trời. Em để tóc mình dễ thương mà. Dễ thương gì vậy? Nó, anh gì nữa? Bung nút nè. Bung nút hồi nào đâu? Anh mới gắn lại đó. Anh xạo đúng không? Anh xấu hổ đúng không? Xấu hổ đâu xấu hổ trời. Chứ còn gì nữa? Nắm tay đi, nắm tay nè. Dạ. Rồi, nắm nó thấy chưa? Xe để đâu vậy không biết nữa. Nó. Bung dây vậy, bung như vậy nè. Cái gì có bung đâu. Anh mới cột lại đó chứ. Phải không? Phải, đi chứ phải anh xấu hổ không? Anh sợ người ta biết em người yêu anh mình kỳ cục đúng không? Đâu, người yêu anh đẹp mà, để tóc mà đẹp mà.
Xe đâu? Xe sao sao quá vậy? Em để xe. Trời ơi, đi chừng nào mới tới? Sao anh không dắt xe lên gần chỗ làm tóc đi? Em bị gì vậy em? Chiếc xe mà sao dắt lên được cái bậc thang? Bực sao dắt lên được em? Nguyên cả gia đình dòng họ anh khi còn không lên không nổi nữa bắt mình anh dắt lên. Em sao vậy? Thì đi. Ngày gì mà sao ai cũng ra đường đông quá vậy? Cái gì vậy? Gió lạnh mỏ ác nè. Mỏ ác liên quan em hết tóc liên quan đến mỏ ác mà. Ê. Lạnh đó là bệnh rồi. Rách cái đồ vest của anh. Nhưng mà em lạnh em bệnh rồi bây giờ. Lạnh quá là gió quá. Xe đâu? À được rồi, đi xe. Em thấy đường không vậy? Thấy đường nhột rồi. Nhột anh, em chỉ có ê làm cho nó vậy. Trời ơi, thấy đường nè. Trời em thấy. Ê, nhột. Chị Nhi biết bạn em rồi đúng không? Đó. Đó, biết bạn em đúng không? Thế sao vậy? Nè, đang xấu hổ đúng không? Đang mắc cỡ đúng không? Hả? Hồi nào, em có xấu hổ mắc cỡ hồi nào đâu. Thôi đi, mặt em kìa, trắng bệt ra rồi kìa. Anh thì có, anh đừng có đổ thừa cho em. Anh làm gì có? Em có không? Không. Vậy thì đi. Khoan đã. Quay lại hả? Vậy thì quay lại. Sao tự nhiên anh quay lại vậy? Ủa? Em đâu có nói gì đâu. Vậy thì quay lại. Ủa sao anh quay lại nữa? Thôi đi em nhìn em đi, mà em trắng mệt rồi kìa. Em không có, anh thì có, anh ngại lắm đúng không? Làm gì có. Được rồi, vậy thì quay lại. Nè, anh quay lại nữa hả? Chứ sao? Thôi anh tắp vô đi, anh tắp vô. Tắp thì tắp. Nè, tấp vô đi, tấp vô, dừng lại. Dừng lại cái gì? Em nhìn lại mặt em đi. Càng lúc càng trắng bệt rồi kìa. Còn anh nữa, anh mới thôi đi á. Anh thôi đi cái gì? Chứ còn gì nữa. Vậy giờ sao? Khỏi đi ha. Khỏi đi thì khỏi đi luôn đi. Nè, đáng lý ra em phải thừa nhận với anh sớm là em xấu hổ rồi. Mà công nhận cũng ngộ thiệt nha. Từ ngày cuộc đời của anh có cô giáo Dự Hiền á, nó sao á, nhiều ca khó đỡ dễ sợ luôn. Ca đỡ gì mà khó đỡ? Em có nói gì đâu anh xấu hổ không? Anh đâu có xấu hổ đâu nữa. Được rồi, xin lỗi được chưa? Anh xin lỗi được chưa? Bây giờ sao? Giờ đi ăn ha. Không. Vậy em muốn gì? Em muốn đi dụi ta. Đương nhiên phải đi dụi tóc trước rồi. Chứ nghĩ sao giờ anh chở người yêu anh đi ăn mà đầu tóc mì tôm như vậy. Ghê. Nói thiệt em nha, lúc bước xuống cầu thang đó là anh cũng buông đem rồi đó. Thiệt. Đó, thấy chưa? Vậy là anh xấu hổ đúng không? Xấu hổ quá. À được rồi. Được rồi, anh xin lỗi, đừng khóc. Rồi, khóc lem rồi xấu kìa. Tóc có mì tôm rồi khóc nữa. Ê, rồi, được chưa?